Bạn đã nghe tin tức chưa? Búp bê cụ đã biến thành bà lão. Bà phát hiện mình trong thế giới thực tế ảo. Xem điều gì xảy ra tiếp theo trên kênh Lalilu nha. Hãy biến búp bê trẻ này thành bà lão. Loại bỏ phần tóc còn lại. Lau sạch lớp trang điểm và làm mặt nhìn già hơn với nếp nhăn. Thêm tóc màu xám làm từ ri băng satin. Tách chúng thành từng sợi và dán phần tóc nối vào đầu. Kiểu tóc này thực sự hợp với mình đó nha. Hãy làm quần áo từ loại vải cũ này. Quần áo của bà không hào nhoáng nhưng rất là ấm áp đó. Chào mừng bà Nancy và mấy chú mèo bà thích nha. Làm cho da tay nhìn già hơn. Bà đang chăm sóc thú cưng. Mèo của bà luôn được yêu thương. Mình muốn gặp các cháu mình quá đi. Trực giác của bà Nancy đã đúng. Con trai bà vừa quyết định đưa các con về thăm bà vào dịp lễ. Chào mấy đứa. Bà không gặp mấy đứa lâu lắm rồi đó. Nhìn nè, con đã lớn nhiều rồi nè. Tụi nhỏ sẽ ở lại với mẹ một thời gian nha. Được, mẹ sẽ trông coi cho. Bye bye. Đúng là món quà mà. Con gái và con rể mình cũng đến. Bà ơi, con tụi con có thể ở lại nghỉ lễ không? Được chứ, anh con cũng mang tụi nhỏ đến. Mấy đứa ở cùng nhau vui hơn đấy. Yeah, bà ơi, tạm biệt mẹ. Bà Nancy chắc chắn sẽ không buồn chán. Nhiều trẻ nhỏ và tất cả đều bận rộn. Bà không quen với sự ồn ào này. Mình phải làm bánh mà mình thích. Cắt tỉa phần kim loại của cây nến thơm. Làm bột và nhào lên. Cho vào trong khuôn. Nhân bánh sẽ được làm bằng mứt Việt Quất với các hạt hình quả. Cho đầy nhân vào. Trang trí với bột thế này nha. Giờ bánh đã có lớp vỏ giòn rồi nè. Bà quyết định đãi cả nhà bữa tối thật ngon lành. Bà dạy các cháu cách cho lượng nguyên liệu, cách nhào bột và làm nhân bánh ngon. Đặt nó vào lò, kiên nhẫn một chút. Bánh xong rồi nè. Bánh nóng hổi, thơm ngon, sẵn sàng rồi đây. Không cần phải hỏi bọn trẻ hai lần đâu. Khi bà đi pha trà, bọn trẻ đã ăn hết cả cái bánh luôn. Ồ, mấy đứa ăn ngon lành luôn. Làm đồ hộp nào. Cho chất nhờn vào lọ thủy tinh. Làm nắp bằng vải cô tông và dây buộc tóc. Dán nhãn mứt dâu và đào lên để không bị nhầm lẫn nha. Ăn với bánh quế hay bánh mì nướng thì ngon đây. Bọn mình đã ăn hết bánh và không để lại gì cho bà hết. Xấu hổ quá đi. Làm bánh mì nướng với mứt cho bà đi. Ý kiến hay đó. Bà ơi, xin lỗi, bọn con không chừa bánh lại. Nhưng bọn con làm bánh mì nướng cho bà nè. Cảm ơn các con, dễ thương quá. Bánh rất ngon, bánh mì nướng cũng ngon nữa. Tách một hộp Kinder Surprise. Quấn phần nhỏ hơn bằng dây bệnh. Dùng dụng cụ rửa ống và sợi bệnh để làm tay cầm chắc chắn. Làm các quả bóng nhỏ từ sợi nhiều màu. Mọi thứ đều nằm gọn ở trong giỏ. Sơn các mảnh của tâm màu bạc. Bọn mình đã làm vài kim đan. Giờ bà có thể đan quần áo được rồi. Bà Nancy ngay lập tức đan lên. Sở thích mà bà thích đấy. Chú mèo cũng thích chơi với nó nữa. Bà đang dạy cháu gái lớn nhất của mình đan. Con là cô bé tài năng. Con sẽ học được nhanh thôi. Làm gọng kính bằng dây kẽm dẻo. Giờ bà có thể nhìn thấy tốt hơn rồi. Làm hộp mềm từ đất sét nhẹ. Vẽ các chấm bi lên. Phủ sơn móng tay trong suốt. Đặt miếng vải mềm bên trong và cả kính nữa. Bà ơi, đọc truyện cổ tích tụi con nghe đi bà. Ồ, mấy đứa, bà không nhìn rõ được kính của bà đâu. Chà chà, ok, ngồi thoải mái nha. Bọn trẻ đều thích thú. Cuốn sách thực sự rất thú vị đó. Các bộ phận nhựa của hộp KitKat có thể làm các mảnh của iPhone. Làm vỏ chắc chắn. Dán lên màn hình. Sơn màu đỏ cho các mặt. Sau đó phủ kính bảo vệ lên màn hình.
làm máy tính bảng y như vậy. iPad và iPhone đã xong rồi nè. Các con lại đến gặp bà Nancy. Bọn con bận quá nên quên tặng quà cho mẹ. Mẹ, tặng mẹ nè. Giờ có thể giữ liên lạc rồi. Cảm ơn các con. Thiết bị gì vậy? Đúng là công nghệ hiện đại. Giống như có tivi trong túi vậy. Bà rủ cháu gái chụp ảnh chung với nhau. Cười lên. Được rồi. Cháu gái lớn thích vẽ lắm. Bà có chú mèo dễ thương quá. Nó đã truyền cảm hứng cho con vẽ tranh đó. Ồ, con không thể mở hộp sơn. Bà ơi, giúp cho con với. Để bà thử. Ồ, đổ mất rồi. Bà hậu đậu quá. Cha, đừng lo. Vậy lại hay đó. Chắc là dấu hiệu bà cần làm mới tủ quần áo rồi. Yeah, bọn mình ở nhà một mình. Bà Nancy và cháu gái đi đến cửa hàng. Cắt mảnh cho bộ trang phục mới từ vải xanh. May lại. Đừng quên để lại khoảng trống quanh các mép nha. Lộ mặt phải vải ra ngoài và may tay áo vào. Làm các nút từ hạt cườm. Trang phục đã xong rồi. Giờ chỉ cần thêm dây kéo vào váy thôi nào. Bà Nancy, sẵn sàng thử đồ chưa? Bộ đồ rất vừa. Thợ may của Lalilu là chuyên gia đấy. Có rất nhiều hạt xinh. Đúng là kho báu nha. Sau chúng bà làm vòng cổ. Trang sức lớn đang mốt đấy. Đến lúc đến gặp chuyên gia trang điểm rồi. Tô son đỏ, kẻ mắt mèo cổ điển và đánh phấn highlight. Cách trang điểm này tôn lên nét đẹp của bà Nancy đó. Có nhiều thứ quá đi, bà không thể chọn được. Còn có thể giúp gì? Nhìn kệ này đi, chắc bà sẽ tìm thấy thứ gì ở đó. Họ sẽ chọn vài bộ trang phục. Cháu gái, con có chắc là hợp với bà không? Thử xem đi bà. Váy đầu tiên đẹp đó. Nhưng bà không thích màu này. Váy thứ hai nhìn đẹp hơn. Váy này làm nổi mắt bà hơn nhỉ? Cái thứ ba, bộ đồ nhung. Chắc chắn là tốt nhất. Wow, nhìn được đó. Bà ơi, bà nhìn khác quá đi. Con tự hào về bà. Trong khi đó, bọn trẻ cũng rất vui. Chúng nhảy múa, xem tivi và cười vui vẻ. Mấy đứa ơi, bà về rồi. Wow, bà nhìn đẹp quá đi. Chị thấy mấy đứa học được động tác mới nha. Bà thấy mình như người mới. Bà muốn theo kịp các con. Chân ở đây, ở kia. Bà đang làm rất tốt. Bà Nancy đã học điệu nhảy mới. Đập tay nào bà ơi. Bà đã làm rất tốt đó. Bà đã không nhảy như vậy lâu rồi. Bà sẽ nghỉ ngơi với mèo. Làm tấm thảm để nhảy nha. Vẽ đường viền trên giấy xốp trắng và cắt đường khuôn. Cắt bỏ các lỗ hình vuông. Giấy xốp nhiều màu có thể được dùng cho nền đen và các mũi tên nhiều màu. Tấm thảm nhảy đã xong rồi nè. Làm khung kính VR từ đất nặng, nặng hình dạng phù hợp. Tạo lỗ. Và bỏ bớt phần thừa đi. Làm bộ điều khiển trò chơi. Rất dễ dùng đó nha. Sơn kính màu trắng. Làm khung đen và trồng kính màu tím. Dán bảng điều khiển và cắt nút vào bộ điều khiển. Làm quai giữ cho phần đầu từ giấy xốp lấp lánh. Ai đó sẽ có một buổi tối đầy phiêu lưu đây. Bà Nancy đang vật lộn để đọc trên iPad mới mà không có kính. Bà không thể làm gì thiếu nó. Bà với lấy nó. Cái gì đây? Nhìn như chiếc điều khiển, nhưng không phải là điều khiển tivi. Kính này kỳ lạ ghê. Bà ơi, là kính VR đó. Giống như đang ở trong tivi vậy. Cho nên nó được gọi là thực tế ảo. Lạ quá, bà phải thử nó. Bà muốn vào rừng. Wow, cây cối nhìn thật quá đi. Có hoa ở khắp mọi nơi luôn. Thật ghê. Mong là bà không bị trượt ngã. Bà muốn nhìn kỹ mấy bông hoa hơn. Chắc cũng có mùi thơm ha. Bà ơi, là bức tường đó. Cẩn thận. Cắt vài hình tròn từ vải nỉ màu vàng. Dán chúng như thế này. Cho đầy bông vào. Dán khuôn mặt dễ thương lên. Có tiếng gõ cửa. Các ba mẹ đến đón các con của họ rồi. Mẹ ơi, gối mặt cười này là lời cảm ơn vì mẹ đã kiên nhẫn nè.
Ồ, tặng làm gì chứ? Dành ngày nghỉ với mấy đứa cháu là món quà tốt rồi. Nhìn sự thay đổi của mẹ nè, tụi con sẽ nhớ bà, cảm ơn bà nhiều nha. Giờ thì yên tĩnh quá, thật kỳ lạ. Mình sẽ nhớ mấy đứa cháu lắm. Ồ, mình có thể gọi mà. Alo, mấy đứa sao rồi? Bà Nancy ngay lập tức được trả lời cuộc gọi video. Giờ bà có thể nói chuyện với gia đình bất cứ lúc nào. Hãy like video và đăng ký kênh Lali luôn nha. Luôn có các ý tưởng hay về búp bê trên kênh của chúng mình đó.